Thiên Hỏa Thịnh giống như là một cái to lớn còn nhím hướng ra phía ngoài triển hiện nanh vuốt của mình. Thiên Hỏa tộc ẩn nhẫn tích lũy nhiều năm như vậy, nội tình tại thời khắc này đã bắt đầu bày ra. Thiên Hỏa Thịnh phòng ngự hệ thống hoàn toàn là nhắm vào trong chiến hạm cấp cái khác, vô cùng cường đại lực lượng phòng ngự kín không kẽ hở, làm cái này một chút hỏa lực hoàn toàn dương hiện ra lúc này đi ra, cường đại như tự quang lòng kỵ sĩ mới có thể là chân chính cảm giác được Thiên Hỏa Thịnh bên trên phòng ngự bố cục. Trước đó hắn chỗ đã thấy được loại kia, ngay cả chính mình cũng muốn cảm giác được xung động cự pháo. Tại Thiên Hỏa Thịnh mặt ngoài hết thảy có 144 môn nhiều, cái loại này hỏa lực đã có thể cùng với Long Mã Liên Bang cỡ lớn chiến hạm chủ pháo so sánh. Dựa vào cái này 144 chủ pháo vân quanh chung quanh là khác biệt cỡ nhỏ hỏa lực, có phòng ngự tính, còn có khống chế tính tê liệt hiệu quả, còn có phá hủy hiệu quả, xuyên thấu hiệu quả các loại, bày biện xa gần như hoàn mỹ hệ thống, đem Thiên Hỏa Thịnh phòng ngự này xây dựng cực kỳ là hoàn chỉnh. Trong lòng âm thầm so sánh một chút, Trung Chí Dương là có thể khẳng định, đơn thuần theo phòng ngự hệ thống tới nói, coi như là Thiên Long Tinh cùng với Thiên Mã Tinh chỉ sợ cũng so ra kém hiện tại là Thiên Hỏa Tinh. Rõ ràng cái này Thiên Hỏa Tinh hệ thống phòng ngự cường hạn đến mức nào, thật sự là sẽ chó cắn người thường không sủa. Thiên Hỏa Tinh cái này phòng ngự hệ thống mạnh coi như là lòng kỵ sĩ mong muốn từ bên ngoài tấn công và đến đều không phải là một chuyện dễ dàng, mong muốn một chút đại giới đều không trả giá đều rất khó. Cái này hẳn là cũng liền chỉ là dùng lòng kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ cái này một chút siêu thần cấp cường giả làm địch giả tưởng thành lập. Thiên Hỏa thủ tướng biểu lộ nghiêm túc, không ngừng hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Chiến tranh mặc dù tới đột nhiên nhưng Thiên Hỏa Tinh ứng đối như trước so với trong tưởng tượng càng thêm đầu vào đấy. Thâm hồng chi vực nguyên bản bao phủ xuống màu đỏ sẫm, lúc này đã cầm cự được. Đại lượng không rõ sinh vật chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị phá hủy, mà Thiên Hỏa Tinh năng lượng công kích cũng sẽ không tiến vào thâm hồng chi vực bản thể phạm vi bên trong, khống chế tình huống rất không tệ. Nhưng thâm hồng chi vực phương diện dường như cũng không có muốn gần một bước này tăng cường công kích ý tứ, chính là suy duy trì mức tiêu hao cái này trạng thái. Trên bầu trời năng lượng không ngừng điên cuồng va chạm, trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, đại địa chấn động. Vũ trụ đến với vũ trụ Long Mã chiến hạm lên mảng đầy. Lam Hiền Vũ đứng tại chiến hạm chủ điều khiển khu vực trước màn ảnh lớn, cũng đang nhìn chăm chú cái kia pháo hỏa liên thiên tràng diện. Hình ảnh là ngày đầu tiên truyền tống trở về tới, để cho hắn có thảo bên này làm sao càng phán đoán chính xác quân viện quân khi nào đi tới. Phóng to màn hình đến hai bên giao chiến vị trí, Lam Hiền Vũ hạ lệnh nói ra, đối với thâm hồng chi vực sinh vật tiến hành ảnh bắt, tận khả năng rõ ràng một chút khác biệt sinh vật tiến hành ghi chép. Mong muốn chiến thắng đối thủ đầu tiên chính là muốn hiểu đối thủ. Theo tình huống trước mặt đến xem, Thiên Hỏa Tinh phòng ngự hệ thống đã rất gần tại trong đấu la liên bang từng cái tinh cầu hành chính phòng ngự thế hệ. Mãnh liệt như vậy lực lượng phòng ngự trước đó Lam Hiền Vũ cũng không nghĩ tới, nhưng cũng làm cho hắn có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tại lúc trước hắn suy nghĩ bên trong, kết quả xấu nhất chính là thâm hồng chi vực cấp tốc đánh tan Long Mã Liên Bang bên này, thật sự hướng phía hoàn thành thuần phệ phương hướng phát triển. Từ trước mắt đến xem, Thiên Hỏa Tinh thật sự chính là một khối xương cứng. Thiên Long thủ tọa lựa chọn của bản hắn là không sai, đem nơi này là chủ chiến trường đúng là cái lựa chọn rất tốt. Trước mặt của hắn nắm trong tay Long Mã Liên Bang viện quân bên này xuất hiện thời cơ tốt nhất là tại mặt đất chiến tranh xuất hiện thời điểm. Mặc dù vô luận là Bá Tý Thần Ma tộc hay là Đường Lang tộc không chiến cũng không có vấn đề, nhưng trận chiến dưới mặt đất này hiển nhiên là bọn hắn càng thêm am hiểu. Hiện tại thì Thiên Hỏa Tinh bên chiến trường thế cục liền quyết định lấy bọn hắn lúc nào ứng lên chiến xuất hiện. Thật sự là con rơi to lớn. Phù trách kỳ chép Lam Hải tộc nhân là đã giật mình nói. Lam Hiền Vũ chuyển hướng bên cạnh hình ảnh, thông qua hình ảnh bắt một chút là thâm hồng chi vực sinh vật đã hiện lên trên hiện tại trên màn hình. Đầu tiên thấy chính là một loại dưới bụng sinh ra 6 cái móng vuốt, gương cánh có tới mười mấy thước cự đại rơi, tốc độ của nó nhanh vô cùng, trên không trung phảng phất liền trước tiên lập lòe ra đủ loại công kích, chỉ có loại kia lớn phạm vi công kích hỏa lực của một chúng nó vô pháp ngăn cản. Con rơi như vậy số lượng rất nhiều, bị đánh tan về sau ngay lập tức sẽ hóa thành xám sương mù màu đen một lần nữa trở lại thâm hồng chi vực mà đi. Lam Hiền Vũ thông qua quan sát tỉ mỉ còn phát hiện cái này một chút xám sương mù màu đen vô cùng kỳ lạ, coi như là sương mù lần nữa bị mạnh mẽ hỏa lực bắn trúng cũng chỉ sẽ gần một bước tiêu tán, lại cũng không tan biến, tiêu tán về sau vẫn như cũ sẽ hướng ra phía thâm hồng chi vực phương hướng ngừng tụ mà đi.
Rất nhanh lại có mặt khác bộ dáng sinh vật xuất hiện ra tại trong tầm mắt, toàn thân đen như mực, sau lưng mọc ra bốn cái cánh lớn con kiến. Cái đồ chơi này lực lượng phòng ngự cực kỳ kinh người, bình thường muốn bị rất nhiều hỏa lực bắn trúng mới có thể triệt để tử vong. Con rơi con kiến chuồn chuồn, giống này một chút sinh vật tầng tầng lớp lớp, ánh sáng thuộc loại lập tức xuất hiện ra mười mấy loại nhiều. Phô thiên cái địa lại phát phận ra vô cùng tổ tận, vô cùng to lớn số lượng hướng ra phía dưới lao xuống và bao phủ. Đối thủ loại sinh vật tiến hành ghi chép, bàng quan kỳ hình thái, thể tích, bề ngoài còn có trong chiến đấu chỗ cho thấy năng lực. Thâm hồng chi vực cho La Miền Vũ cảm giác giống như là một cái to lớn ong chúa đang không ngừng ẩn lấp ra đủ loại sinh vật khủng bố, mà lại dần dần những sinh vật này chủng loại tại trong còn đang điều chỉnh, có một chút lúc trước bị cấp tốc hủy diệt, vô pháp ngăn cản hỏa lực sinh vật, dần dần xuất hiện ra số lượng bắt đầu biến ít, nhưng cái kia lại cũng dễ dàng né tránh, tại càng dễ dàng ngăn cản hỏa lực sinh vật số lượng thì là tại tăng nhiều. Trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, hai bên không thể nghi ngờ đều tại tiến hành trình độ nhất định thăm dò, ít nhất thì theo tình huống trước mắt đến xem, thâm hồng chi vực chỗ cho thấy lực lượng cũng không có trước đó phán đoán khủng bố như vậy. Liên thiên hỏa tinh phòng ngự hệ thống nhìn qua một chút giống như cũng vô pháp công phá. Nếu như thâm hồng chi vực chưa có thể làm được loại trình độ này, cái kia tính chất hủy diệt cũng không phải là quá lớn. Nhưng La Miền Vũ lại không có chút nào phớt lờ ý nghĩ. Long Thiên Dương đã nói về hắn, thâm hồng chi mẫu chính là siêu cấp cường giả, là nửa bướng thần vương cấp độ. Loại tầng thứ này cường giả đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Càng quan trọng hơn là thâm hồng chi vực nếu như có cảm giác phát động trận chiến tranh này, liền nhất định có niềm tin chắc chắn, có thể tiến hóa đến bây giờ loại trình độ này, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thần giới. Tại trong phương diện trí khôn tuyệt đối sẽ không có quá lớn tỷ vết, càng sẽ không mù quáng xúc động. Đối với thâm hồng chi vực tư liệu thật sự là quá ít, cho nên hiện tại chỉ có thể là yên lặng theo dõi biến động, đồng thời thì không ngừng thu thập có quan hệ với thâm hồng chi vực hết thảy tình báo. Đúng vào lúc này, thông tin tín hiệu truyền đến. Lam nha đầu, chúng ta lúc nào hành động? Truyền đến thông tin chính là Bá Tý Thần Ma Vương. Lam Miền Vũ nói, Thần Ma Vương tiền bối, tình huống trước mắt còn không có sáng tỏ, hai bên chiến đấu tiến nhập giằng co trạng thái, chúng ta còn cần lại quan sát một chút, lúc nào thiên hòa tinh có ngăn cản không nổi xu thế, chúng ta lại đi tới bên kia là lựa chọn thích hợp nhất. Kỳ thật không cần chờ lâu như vậy, chúng ta trực tiếp đi qua chiến đấu. Dĩ nhiên thì người bây giờ là tổng chỉ huy, người quyết định liền tốt, còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể làm nữa đó, chờ người thông chi đi. Bá Tý Thần Ma Vương cười hăng hắc nói. La Miền Vũ cung kính nói, cảm tạ Thần Ma Vương tiền bối lý giải. Bá Tý Thần Ma Vương không nói gì nữa, sập máy thông tin. Mong muốn áp chế Bá Tý Thần Ma Vương cùng với Kim Đường Lang Vương cường giả như vậy, La Miền Vũ hiện tại còn làm không được, cho nên chỉ có thể dùng đối lập lôi kéo một chút phương thức của bọn hắn câu thông. Bên này chiến tranh đã bắt đầu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp toàn bộ Long Mã Tinh Hệ. Ở trong quá trình này, Long Mã Tinh Hệ nội bộ mới thành lập ra Long Mã Liên Bang, đủ loại vấn đề chỉ sợ cũng phải từng bước một phản ứng lại. Đối với Long Mã Liên Bang tới nói, đây tuyệt đối là một lần thử thách to lớn. Long tộc của mỗi thiên mã tộc có thể hay không mượn nhờ cơ hội này bài trừ đối lập, chỉnh hợp toàn bộ thiên liên bang thực lực, đối với Long Mã Liên Bang tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Đồng thời có thể hay không đang đánh lùi thâm hồng chi vực, chỉ là quyết định lần này chỉnh hợp có thành công hay không cuối cùng là tiêu chí. Nếu như có thể chỉnh hợp hoàn thành, đồng thời ít nhất đánh lùi thậm chí là hủy diệt thâm hồng chi vực, như vậy thì Long Mã Liên Bang mới xem như chân chính ý nghĩa tạo dựng lên. Dạng này Long Mã Liên Bang tất nhiên là sẽ trở thành Đấu La Liên Bang đại địch. Nhưng đối với La Miền Vũ chính mình tự nói, mục tiêu cuối cùng của hắn là có thể khôi phục Long Thần đã từng thực lực. Cho nên dù cho cuối cùng Long Mã Liên Bang lớn mạnh, chỉ cần hắn có thể thành tựu Long Thần, như vậy liền có nghịch chuyển càn khôn khả năng. Đến lúc đó chỉ cần nắm trong tay toàn bộ Long tộc, như vậy thì Long Mã Liên Bang liền sẽ không lại là Đấu La Liên Bang kẻ địch. Từ trước mắt hắn tốc độ phát triển đến xem, vẫn là có cơ hội như vậy. Long Thiên Dưỡng duy trì là ắt không thể thiếu, Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh dù sao mới là toàn bộ Long Mã Tinh Hạ dùng rằng đúng nghĩa hạch tâm. La Miền Vũ thần thức khẽ động, hướng về Nguyên Ân Quan Quân tiến hành truyền âm. Tiểu cô về sau phòng chế tin tức mau sớm truyền về cho nhà. Nhưng trong nhà cái này ngày đầu tiên có trưởng khống liên quan tới thâm hồng chi vực tình huống. Nếu như trong nhà có thể đề nghị gì, đối phó với thâm hồng chi vực cùng với bọn họ mau sớm truyền về.
Nguyên nhân quan quân lúc này còn không có đi đến thần cấp cường giả là không có thần thức, nghe vậy tự nhiên là phù pháp trả lời. Trông qua là bé nhỏ đến mức không thể nào nhìn thấy, khẽ hằng gật đầu. Nàng hiện tại đối với La Miền Vũ bội phục đã là đầu sạp xuống đất, ẩn núp có thể làm được hắn mức độ này. Tại đấu la liên bang trong lịch sử, đây cũng là vị thứ nhất, một cái ẩn núp người đều trở thành địch nhân tổng chỉ huy quan. Còn có cái gì so cái này thành công hơn? Nàng hiện tại muốn thật sự hiểu La Miền Vũ tại Trung Thiên Long Tinh địa vị đi đến như thế nào trình độ. Trước đó thì nàng trong nhận biết biết La Miền Vũ vẫn chỉ là làm long tộc nhân tài mới nổi, nhưng hiện tại xem ra thế này sao lại là nhân tài mới nổi, đơn giản liền là một đời mới lãnh tụ. Thăng Long đại tái, tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu, hai cuộc so tài so với trong tưởng tượng tác dụng còn phải lớn hơn nhiều. Liệu nói ở đây cái này một chút Lam Hải tộc cường giả đi, bao quát tên kia chân thần ở bên trong, cái nào không phải đối với Lam Hiền Vũ nói thì nghe đây.